Xin chào bạn, hôm nay đại lý tôi đứng tôi xin giới thiệu bạn cái mẫu vòi Labo có cái mã hiệu là TLG07305V. Đây là cái dòng vòi thuộc dòng GB19. Tôi sẽ tiến hành mở cái sản phẩm này ra để chúng ta xem cái bộ phận bên trong ha. Thì đầu tiên là sẽ có cái phiếu bảo hành, chúng ta lưu ý giữ cái phiếu bảo hành trong quá trình sử dụng ha, để được bảo hành 2 năm. Và ngoài ra còn một số giấy tờ khác. Đây là hình dáng của cái vòi này ha. Cái mẫu vòi này cũng là thuộc dòng vòi cao cấp rồi. Tôi sẽ đưa ra từng bộ phận để chúng ta xem qua nha. Chúng ta sẽ xem trước cái bộ xạ ha. Đối với cái dòng GB19 này thuộc dòng vòi gần như cao cấp nhất, và bộ xạ này cũng gần như là hiện tại chỉ có mới có hãng Toto có cái mẫu mã kiểu như này. Và những cái ưu điểm của tia sạc sạc dây cáp này nó khá là hay so với những cái dòng sạc tia, là nó không sẽ không bị gây bị kẹt bị nặng trong quá trình chúng ta sử dụng, và lắp đặt cũng khá là dễ dàng ha. Đây cái bộ của nó đây, và chúng ta bắt buộc chúng ta phải mua thêm một cái ống dẫn thải nữa là TV401 để chúng ta lắp đầy đủ ha. Còn với đối với ví dụ như chúng ta sạc nhẫn thì nó nhược điểm nhất là chúng ta phải bỏ tay vào cái chậu có thể đang có nước hoặc là nước bẩn chúng ta nhấn xạ, thì cái này nó sẽ sạch sẽ hơn và hay hơn khá là nhiều những cái kiểu như vậy ha. Đây là cái vòi thân cao và khá là nặng nha bạn. Thì cái vòi này, vòi thân cao này chúng ta sẽ phù hợp lắp được những cái labo đặt hoàn toàn trên bàn và không có vị trí vòi trên lắp vòi trên chậu nha bạn, thì chúng ta lắp đặt được. Và cái kích thước của vòi này là từ tâm vòi ra đầu vòi là 187, từ sàn lên đầu vòi là 243, khá là cao và to ha. Chúng ta lắp được những cái labo lớn thì chúng ta rất ok. Và cái này nó làm những cái góc cạnh khá là hay ha. Kiểu thắt nhọn như này khá là hay, và đầu vòi rất là dài nha bạn. Và đây có một cái đầu vòi tạo bọt, và nó đi kèm chúng ta là sẽ là có dây cấp nước nóng lạnh ha. Và đây là đang dùng cái loại van là gạt siêu êm rất là nhẹ ha. Đó, rất là nhẹ nhàng. Thì cái mẫu này hiện tại đang được cung cấp ở đại lý Toto tới nước chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên hệ tôi theo số điện thoại dưới cùng clip, hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá bán và đặt hàng trên website chúng tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.